Chào các bạn, hôm nay mình đi mua cá kiển ở trại cá, quay lại chia sẻ cho các bạn xem cho vui. Đây, này như cá chép coi con nè các bạn, cá này nhỏ. Hồ này thì như cá ba đuôi, cái này bị cái ánh sáng rọi hơi bị mờ mờ khó coi. Chút xíu qua mấy hồ kia nó không có bị, các bạn coi rõ hơn. Đây, hồ này thì giống cá kiển nhưng mà nhìn giống giống như cá ba sa các bạn, nhìn giống cá lăng, không biết cá gì. Nãy mình không có hỏi tại không có tính mua cá này. Đây, cái chép coi nhỏ. Đây, hồ này sẽ có con. Đây, hồ này là cá chép coi đó các bạn. Cá này nãy mình hỏi người ta bán là 50.000 đồng con. Cá này phải hồ phải bự nuôi mới được. Màu đủ thứ màu, đỏ luôn. Cá này nuôi bự lên đẹp lắm các bạn. Bị lưới bị mờ mờ khó coi, ánh sáng rọi chiếu. Cho vô đây. Đây, còn cái hồ này có mấy cá chép, với là hình như cá này cá bình tích. Hồ quá trời luôn, cái này hơn 100 con, 100-200 con, quá trời luôn. Người ta rộng người nuôi cái này, cái vài bữa ta bắt lên hồ kiến ta bán các bạn. Cái hồ này hình như cá trân châu, trân châu. Cái này cũng mấy trăm con, 100-200 con, quá trời. Nhát cái chạy. Hồ này như cá tây tượng màu vàng. Còn có mấy con nữa. Hồ này không biết cá gì đang thui thui lùi à. Rồi, ở đây là mấy cái hồ ở sau là giờ mình đi lên trước mình coi mấy cái hồ mình đã bỏ vô hồ kiến để bán á. Rồi sau này ta rộng cá thôi, còn trước hồ kiến lên rồi mình coi đáp lựa mua cá kiển trên này. Đây, này cá cẩm thạch các bạn, này ấy hỏi như 10.000 con á. Hồ này có bảy màu, hồ này chắc là để riêng sao đó. Đẻ cá con rồi, không có con có rồi. Đây cá hồng kiến các bạn, hồng kiến mà sao nhỏ quá. Hồ này nước đục ngầu à, cá này như cá lóc kiển thì phải, cá lóc kiển. Đây coi màu, nãy mình hỏi coi màu này 2.000 con các bạn, đẹp không, đủ thứ màu á. Này như cá cái gì mình không biết tên nữa, như cá bóng hay gì. Còn cá này là cá sọc rựa các bạn, sọc rựa này như cũng 2.000 con. Hồ nhỏ nhỏ nuôi cá sọc rựa cũng đẹp. Đây cá ông tiên, cá ông tiên nhìn đẹp ha. Thôi đưa cái coi à, cái quay về coi thôi. Đây này cái dĩa, cái dĩa bự dê. Lên quay mấy con kia kìa, con mới hấp dẫn, con này coi gì hấp dẫn. Ừ, từ từ. Mấy con hồ trước á. Từ từ. Hồ mấy đẹp quá. Đây, đây cá rồng các bạn.
cái rồng này chắc mắc tiền. Này cá như hồng két rồi. Này này cá ba đuôi nhỏ như 10.000 con các bạn. Con cá này cái gì vậy chị? Cá này ngộ quá ta. Thủy tinh nè. Con này như cá đủ thứ, cá vò lan, cá bướm, cái gì tùm lum. Con này như cá mà giống giống thằng lằn. Cái cá này thì cái gì mình không có tính mua, không có hỏi. Đây cá ngựa luôn các bạn, cá ngựa màu đen, sọc ngựa. Rồi này cá ba đuôi. Này giống cá nãy nè mà con nãy anh quẩy bự, mấy này còn nhỏ nè mà. Cá bóng như vậy cái này. Thủy sinh. Cá sấu quả tiễn đó các bạn, cá này nuôi bự lắm, cá này nuôi càng lâu càng bự. Rồi thôi chào các bạn ha.